Một chiếc tai nghe không dây tiện lợi với nhiều tính năng nổi bật như OK EBM1. Dù đã ra mắt trên thị trường khá là lâu nhưng mà có thể đến hiện tại nhiều bạn vẫn gặp khó khăn khi sử dụng, hoặc là chúng ta sẽ gặp phải những cái lỗi mà nó rất là đơn giản nhưng mà chúng ta sẽ không biết cách khắc phục nó như thế nào. Vậy thì hãy theo dõi suốt cái video ngày hôm nay để chúng ta tìm ra câu trả lời nhé. Tai nghe OK EBM1 sở hữu đường nét thiết kế vô cùng tối giản và tinh tế với hai màu sắc chủ đạo là trắng và đen để các bạn có thể lựa chọn. Vô cùng nhỏ gọn và cực kỳ tiện lợi để mang đi bất cứ đâu. Với chuẩn kháng nước IPX4, các bạn cứ yên tâm sử dụng trong các điều kiện cơ thể ra nhiều mồ hôi khi chúng ta vận động nè, hay là vô tình làm rơi vào nước. Nói về hiệu năng của chiếc tai nghe OK này nha, đây là một chiếc tai nghe thiên về bass cho nên là âm trầm sẽ được tối ưu hóa. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm tốt hơn khi nghe những bản nhạc sôi động. Tuyệt vời hơn nữa khi được tích hợp công nghệ Bluetooth 5.0, mang đến sự ổn định và giảm thiểu độ trễ khi kết nối. Bạn sẽ không phải tụt mood khi đang thưởng thức một bài nhạc mà mình yêu thích nữa. Sử dụng liên tục trong 5 giờ, có thêm hộp sạc 30 giờ được hỗ trợ sạc nhanh Type-C chỉ trong 1.5 giờ sạc. Thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng với chiếc cổng Type-C này chúng ta có thể yên tâm và nghe nhạc suốt 25 giờ. Ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để kết nối với chiếc tai nghe này nha. Chúng ta sẽ lấy tai nghe ra khỏi hộp và lúc này nó đã sẵn sàng để kết nối với các thiết bị của các bạn. Sau đó bật Bluetooth lên và chờ tín hiệu từ tai nghe. Nó sẽ hiện lên với cái tên là OK Move Mini. Chúng ta nhấn vào và kết nối là được. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào luôn các thao tác sử dụng trên chiếc tai nghe này nha. Và đầu tiên là các thao tác điều khiển nhạc. Chúng ta sẽ nhấn bất kỳ vào một bên tai để play hoặc là bao bài nhạc. Nhấn và giữ tay phải để tăng âm lượng. Nhấn và giữ tay trái để giảm âm lượng. Nhấn bất kỳ vào một bên tai 2 lần để nest bài nhạc. Nhấn bất kỳ vào một bên tai 3 lần để gọi trợ lý ảo. Tiếp đến là các thao tác về cuộc gọi. Chúng ta nhấn bất kỳ vào một bên tai để nhận cuộc gọi. Nhấn và giữ vào một bên tai bất kỳ 2 giây để từ chối cuộc gọi. Nhấn và giữ vào một bên tai bất kỳ để kết thúc cuộc gọi. Và khi đã sử dụng thuần thục rồi thì đôi khi chúng ta cũng gặp phải vài lỗi về kết nối, nhưng mà cách khắc phục thì vô cùng đơn giản luôn. Từ trên thiết bị của mình, các bạn vào Bluetooth và nhấn vào tên OK Move Mini, nhấn quên thiết bị. Rồi bây giờ lấy tai nghe của mình ra, chạm vào mỗi bên tai 7 lần, bỏ lại tai nghe vào trong hộp. Và lúc này thì chiếc tai nghe của mình đã được reset. Chờ một lát chúng ta kết nối lại với thiết bị là được nha. OK, và vừa rồi mình đã giới thiệu tất tần tật về chiếc tai nghe OK EBM1 này rồi. Thì các bạn nghĩ sao về chiếc tai nghe này? Hiện tại em nó đang được phân phối tại Minh Tuấn Mobile với mức giá vô cùng dễ thương luôn, chỉ 530.000 đồng là các bạn có thể sở hữu một chiếc tai nghe này rồi. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Minh Tuấn Mobile. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.